Hello, mình đang làm gì ấy? Chuẩn bị sửa soạn để quay review con Benelli 302 nè. Tại anh em nói mình là phải review chuyện này cho anh em xem. Tại con này hàng hiếm. À, con này là Benelli hả? Ồ, mày làm gì vậy? À, hôm nay em được tham dự chương trình quay clip cho nên em ăn mặc chu đáo tỉnh tề ấy mà. Nó nói cái gì vậy đây? Chu đáo tỉnh tề là gì? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, hôm nay là... Anh có biết anh Minh Maker gì đó không? Kêu mời em làm clip ấy. Vậy là anh đã sai lầm khi mời mày rồi. Mày quá chỉnh tề ở đâu? Giờ chưa cài nón nè, cài vô em. Cài vô đó, đúng rồi, đó. Rồi, ok. Thôi, số điện thoại Biên Hòa là số nhiêu ta? Biên Hòa. Nhà thương Biên Hòa gọi cho vô. Vô chung, ở chung với lại mấy anh em ở trong đó vui lắm. Nghe mấy anh em có những câu rất là lâu gần. Mình rất sợ con gà bởi vì mình là hạt đậu mà. Rồi em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Đó, giống em á, gu của em. Ủa, nhưng mà em thích mô tô. Rồi, không có giỡn nữa. Thì hôm nay em mời em ra để cho giới thiệu cho em. Chủ yếu á, em làm nền. Em sẽ là một người không biết. Anh sẽ giới thiệu cho em con Bentley 302R này cho anh em xem. Và con này đương nhiên là có bán chứ. Hôm bữa buổi tối mình đi thu á. Đúng rồi. 78 triệu thì bây giờ quay review bán cho anh em là 78 triệu nha anh em. Con xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi. Thì nước sơn rất là mới. Odor con này có 26 ngàn rồi. Rất là bền, rất là mới. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu điều đầu tiên. Đó là cái kiểu dáng. Đó là cái kiểu dáng của nó, như anh em đã thấy nè, quay xa xa ra là nó mình có cố tình quay ra đây xa mới xa nè. Mình cố tình là mình anh để cái con này gọn con Ninja 300 để cho anh em nhìn một cái nhìn khách quan so sánh với nó. Và đương nhiên cái con này rất là hiếm. À, hãng Benelli là sao? Benelli là có từ rất lâu đời rồi. Nhưng mà sau này á anh em có thể lên Google tìm hiểu nha, nhưng mà sau này á là Benelli bán cổ phần lại cho Trung Quốc sẽ làm. Nhưng mà những con này nè, như là con Bentley 302 á là Trung Quốc làm, nhưng mà con này có bàn tay của kỹ sư Ý người ta nhúng tay vô. Nhưng mà thương hiệu thì bây giờ đã bán Trung Quốc. Trung Quốc có cổ phần cao hơn thì nó là xe Trung Quốc, ok. Rồi thứ hai là con này ở Việt Nam mình chỉ có 20 mấy chiếc thôi anh em, nó không có nhiều và xe đẹp cũng không có nhiều. Giống như con này ở đây là đẹp, rất là đẹp. Anh em nhìn tới từ dàn sơn tới phuộc tới mọi thứ của nó rất là đẹp. Vỏ này đã thay rồi, thay mới 100% luôn, vỏ mới luôn á anh em, chưa có lăn bánh luôn là thay vỏ mới luôn á. Chủ xe nói chung là hiểu ý của mình thì đó, làm mới hết cho anh em để anh em về chỉ chạy thôi. Thì cái con này á nó là Sport City. Biết Sport City là sao không? Sport City là sao anh Minh? Là Sport thành phố. À, là thành phố. Đúng rồi. Nói với là ghi đông nó cao hơn, ngồi đó thoải mái. Rồi mời em ngồi lên xe đi. Rồi anh em này, con này có một cái đặc biệt chút nữa mình sẽ nói sao. Rồi, 1m60 ngồi lên, 1m61 ngồi lên coi. Ok, thoải mái. Thoải mái luôn. Em bên con này nó không có nằm như này. Mà nó đúng rồi, đúng rồi. À, con này có nhiều anh em độ lên rất là đẹp luôn. Độ rất là nhiều dáng. Tại vì giá nó hợp lý anh em độ lên rất là nhiều dáng rất là đẹp. Rồi, đặc biệt con này sẽ cho anh em nghe cái tiếng bô. Cái chìa khóa đâu anh Minh? Ghê không? À, ra đường tưởng là cầm dao bấm không? Ghê, quá ghê. À, đúng vô. Đây là cái chìa khóa của Benelli. Đây. Đúng vô lẹ lên. Đây. Thì tiếng bô con này hai máy. Nhưng mà nó nghe em sẽ cảm nhận gì? Nè, em nghe đi. Con này nó có qua cái bô này. Thì hên xui nghe đi cảm nhận. Ui. Giống dít 1000 đúng không? Đúng rồi, con này giống dít 1000 nè.
sao? Cái này bao nhiêu máy em anh? Cái này bao nhiêu cái máy? Chỉ có hai máy thôi. Hai máy thôi. Nhưng mà nó ghê không? Thì cái đây anh sẽ giải thích cho em nghe, họ giải thích sơ sơ thôi, nói nhiều quá dài clip, clip bán xe mà nói nhiều quá. Thì nó hai máy của nó là theo như anh biết á, tại vì hồi xưa anh cũng có chơi Bentley nhưng mà lâu quá rồi không quay lại. Thì nó đánh gì nè? Thun thun thun, em nghe tiếng không? Thun thun thun, nó đánh cùng chiều ra. Thì nó tạo ra một cái tiếng nổ giống như bốn máy. Nó đánh như này hả anh? Ừ, đúng rồi. Đánh gì à? Thì đã tiếng nổ như bốn máy. Rồi ok. Thì đó, nhưng mà để được cái tiếng nổ như này thì được cái này nó sẽ mất cái kia. Nó mất cái gì? Mất cái gì không? Mất cái gì á? Thì nó không có được êm, nó mất cái êm. Giỡn thôi. Đây là nó mất cái gì nè? Có nghĩa là khi mà máy đánh gì á thì nó sẽ không có độ êm ái. Giống như con Ninja 300 đây, ra cắm chìa khóa cho anh em. Thì Ninja 300 thì nó đánh gì nè. Thì nó không có tiếng bô đẹp. Thì nhưng mà nó có cái độ êm ái. Đó, như nó tiếng bô sẽ không được cái gì. Này nè. Ninja 300 này có bán luôn nha anh em. 88 triệu thôi. Đó, Ninja 300 này. Nó không có được hùng hùng giống như âm thanh bốn máy, đúng không? Nó không như bốn máy đúng không? Đó. Thế con này nó có đánh như này không anh? Không, nó đánh này cái này đánh từ từ như này rồi ok rồi, hoặc có đánh gì kệ nó đi, cái đó của máy móc rồi. Ok, bây giờ ra đây thì ở đây ơi Minh, cái này có ba này hay mà nó có hai cái bên luôn vậy? Ừ, những dòng đặc biệt như vậy á, trong phân khúc 300 phân khối là chỉ có con này là có hai đĩa thôi. À, nhưng mà nó lại không có ABS. Nhưng mà hai đĩa vắt cũng rất là an toàn nha, chứ không phải là ấy đâu. Và đặc biệt em nhìn thấy cái gì không? Như người ta hay nói là cái gì? Cái phuộc Upsada. Đúng rồi, cái phuộc Upsada. Upsada, thấy không? Vô kênh mình là Upsada chứ không Upsada nha. Đọc là Upsada, cái từ đó mình mới nghiên cứu á. Mình mới phát triển thêm á, phuộc Upsada. Rồi. Đó, phuộc rất là bự, rất là to nha anh em. Không hề xì dầu. Con này đang rất là ngon, không hề xì dầu luôn. Đó. Đồ chơi có bô độ đầy đủ. Rồi có chống đổ luôn. Thì anh đang nói hết. Thì nó đánh như vậy á, đánh tạo ra tiếng bốn máy vậy á, thì á nó sẽ rung. Khi lên tốc độ cao nó sẽ rung. Nhưng mà con này thì nó hơi nặng thì nó sẽ bớt rung, nó dạng như là nó rung không đáng kể. Nói chung là nếu như anh em, Minh ở đây là Minh muốn cho anh em chia sẻ thực tế nhất có thể để anh em mua xe, chứ không phải là ép anh em mua xe. Nếu như anh em thích tiếng bô thì anh em có thể chọn con này. Thích tiếng bô, nếu như mà chỉ thích hai máy nhưng mà tiếng bô nổ thì chọn con này. Còn anh em mà thích tốc độ thì nên chọn con này. Con này nó sẽ có tốc độ hơn. Con này có tốc độ hơn này hả? Con này có tốc độ hơn. Con này thì nó sẽ lên chậm hơn. Nó lên chậm hơn. Nhưng mà tốc độ của nó tầm max speed cũng tầm, hồi đó anh chạy 302 anh kéo max speed nha, tầm 174. Đúng 174 luôn là bản nách đó nha. Còn bản này thì anh chưa test hết tại không có thời gian nữa. Bây giờ tuổi già sức yếu rồi, hiểu không? Mà không có thời gian mình test nữa. Hả? Hai mấy rồi? Hai mấy rồi? Già rồi. Rồi, thì còn cái điểm nào nói giới thiệu cho anh em không? Thì... cái này nó không thẳng, cái này cũng cung á bên. Rồi, bây giờ theo anh đánh giá đi. Cái này nè, đáng lẽ nó phải thẳng với sao nó lại bị cong như này. Thì nó thích gì nó cong vậy cho đẹp. Được không? À, cái gì cũng phải nó cong. Em dắt đi rồi, em dắt con Ninja 300 rồi, em cảm nhận thử con này nó nặng hơn Ninja 300 bao nhiêu ký. Rồi, dắt lên, dắt xuống thôi, cảm nhận thực tế. Rồi qua con Ninja 300 coi. Cỡ bao nhiêu ký? Các em cầm lên thì chắc con này phải nặng hơn con Ninja 3 tầm 20 mấy 30 ký ấy. Ừ, cỡ 29 ký. 29 ký. Ừ. Sao nó lại nặng hơn nhỉ? Nhìn nó giống nhau. Tại vì á, em nhìn nè, cái đuôi nó nè, em gõ nè. Gõ là lét đỏ, hai ngón tay là bằng sắt. À, cái này bằng sắt luôn. Kim loại. Rồi, cái khung sườn của nó nè. Khung sườn tới cái gấp, em nhìn đi, nó rất là dày. Cái này rất là dày. Nó chắc chắn lắm. Đúng rồi, nó chắc rất là chắc chắn luôn, khẳng định một điều nó rất là chắc chắn. Về cái độ bền của nó thì khẳng định luôn là nó có bền chứ không phải là không bền nha, có bền, có ok đó. Và cái độ tiêu hao nhiên liệu anh em nói con này uống xăng như bốn máy là không hề có. Mình test luôn, chính mình là người thực tế mình test nè, mình canh nè, mình chạy đường thành phố là tầm 25 cây một lít có bô độ. Có bô độ cây bô này là con này là 25 cây một lít. Bốn máy ở đâu ra? Bốn máy là 14 15 cây một lít. Chính tính ra con này nó cũng ngang ngang con đó. Ngang con Ninja 300 thôi. Đó, bình xăng rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Con này á anh em vô Google YouTube anh em gõ Bentley 302R độ
Có nhiều con nó độ cực kỳ hầm hố luôn, nó chỉ cần lên mấy cái ốp ốp nữa thôi đẹp rồi. Mấy cái ốp chỗ này là đẹp rồi. Mà bản này chạy đặc biệt luôn. Cái đầu nó nhìn đẹp lắm anh nhỉ. Ừ. Tháo hai cái này ra nhìn nó đúng sờ bọt luôn. Nhìn nó đã chứ. Anh hồi xưa anh cũng thích con này lắm. Để ở đâu ngồi coi. Rất là thoải mái. Chạy rất là đẹp trai. Chạy phía sau á, tiếng bô nó tưởng nhích 1000. Đã rồi, thích nẹt bô à. Nói chung vô số con này cũng nhẹ nhàng lắm ha. Thấy không? Giọt không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ok đúng rồi. Giọt nhẹ nhàng. Đó. Rất là ok. Thì theo em thấy em đánh giá con này như thế nào? Em đánh giá là con này thì nó cũng ok em anh. Nếu mà so với tầm giá đúng không? So với tầm giá này thì như vậy là ok lắm rồi. Ok lắm rồi, đủ trải nghiệm. Đúng rồi. Con này có hai giác đi sao nè. Người ta độ sẵn hai giác. Cái này là theo giá chính hãng luôn á. Chính hãng luôn. Con 302 vẫn có. À, 302 vẫn có. Cục máy rất là đẹp. Chủ yếu xe này chủ giữ đi màu bắt còn rất còn mới luôn. Quá mới đúng không? Đúng rồi Minh. Ừ. Cái đồng hồ nó cũng hay hay á. Cái kính nó kỳ lạ. Cái đồng hồ nó giống con gì nè mà anh nhìn anh nhớ không ra nè. Nhìn căng mập. Sắp giống su á. Hay giống su GX 600 á, 600 á. Mọi thứ thì chủ giữ con này khá là tốt. Cho nên mình mới mua về để quay cho anh em xem, anh em cảm nhận. Con này biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Mấy cái đồ này á cũng rất là dễ thay anh em, không có gì khó đâu. Bugi của Benelli đồ này, nó xài chung với lại mấy chiếc Ad luôn á anh em. Nói chung là xài chung là những chiếc Ad nè, Bugi nè, ví dụ Bugi nha, tại vì anh đã từng thay nó anh biết. Bugi nó xài chung với lại Ad được nè. Nói chung nó đơn giản không có gì khó, nhưng mà muốn thay Bugi nó phải mở bình xăng ra. Theo anh nhớ một lần anh thay chính tay anh tự tay thay hồi xưa anh bằng tuổi em á là anh hay mày mò lắm. Cứ mua xe về là anh tháo ra. Thì tháo ra á, nói cho cùng thì anh tháo ra rất là lời. Thì tháo ra tự nhiên nó dư mấy ốc. Ừ. Lên được mấy con ốc à? Ừ, cái Ducati. Lúc sau gắn vào lại làm biến quá. Nói chung mình phải có một thời tuổi trẻ như vậy. Thì anh đã từng tháo con này ra để thay Bugi. Thì phụ tùng của nó mọi thứ á xài chung được với những xe Nhật. Rồi những xe nhỏ luôn. Nó không có gì khó hết. Nói chung rất là dễ bảo trì. Nhớt của nó thì lâu quá rồi. Bây giờ lâu quá rồi anh em. Hình như nó là ăn 2 lít 7 nhớt hay là 2 lít 8 gì đó. Nói chung là nó khủng có rất là ăn nhớt á. Nhưng mà xăng thì ok, không ăn lắm. Cái này giống của Ducati anh Minh nhỉ? Ừ. Lúc đầu anh nghĩ là con xe này nó ăn xăng. Nhưng mà thực chất nó không ăn xăng. Nó ăn nhớt thì có ăn đó. 2 lít mấy nhớt đó. 2 lít mấy luôn. Nhưng mà nhớt nó ăn nhiều chắc là nó khỏe. Ừ. Nhớt ăn nhiều nó bền. Đúng rồi, nó bền. Nhớt nó giống như là máu vậy đó. Đúng rồi. Ừ. Rồi, ok anh em. À, nếu như anh em thích con này thì cứ liên hệ số điện thoại cho Minh 0916640653 để xem trực tiếp trải nghiệm, hoặc là anh em tới cái địa chỉ của Minh 25 lô C Lý Châu Hòa, phường 10 quận 6. Quận 6. Ừ, Minh có ghim địa chỉ ở dưới phần mô tả, anh em có thể tới đó. Đó thì anh em sẽ nhìn thực tế nó và anh em mua nó theo cái sở thích của mình. Nè, cũng là câu kết nhắn gửi anh em. Mình chơi xe á là theo cái sở thích của mình nha. Đừng có theo cái miệng đời. Cái người Việt Nam mình là hay soi mói người khác. Cái đó là cái đặc trưng của người Việt Nam là hay soi mói người khác. Ví dụ anh em sẽ đi một cái con 300, 150 thì ta sẽ nói anh em á là ừ, mô tô nhỏ xíu 150 à. Rồi anh em đi con Ninja 300 nè. Nó sẽ nói ôi rồi xe hai mấy nghe dở quá, xong lên bốn mấy đi. Sao không thiết kế hai mấy nổ như bốn mấy? Khi thiết kế hai mấy nổ như hai mấy, bốn mấy á thì lại nói là xe tàu. Rồi xe này nọ, xe gì đâu mà hai mấy rung. Rồi thiết kế bốn mấy á thì mấy anh em lại nói là bốn mấy hao xăng hao nhớt với xe bự chà bá. Ví dụ mua con Adventure cái gọi xe gì bự gì, xe gì gớm, xe gì ghê như có con gì á. Nói chung người Việt Nam mình á phải nói một điều luôn là rất là hay soi mói. Và tại vì những gì người ta không làm ra người ta rất là hay soi mói luôn. Ở đâu cũng soi mói, cho nên anh em chơi á là chơi cho chính bản thân mình. Chơi cho chính bản thân mình phù hợp với điều kiện kinh tế. Ví dụ như anh em mà không thích tốc độ, anh em thích chỉ nghe tiếng bô thôi, chạy dạo dạo phố thì con này quá hợp lý rồi. Chứ con nào mà tạo ra được cái âm thanh hay như vậy nữa. Đúng không? Đúng rồi anh Minh. Rồi còn anh em mà thích bình thường thì xe Ninja 300 thôi. Thích cái gì chơi cái đó, phù hợp với điều kiện kinh tế mình. Đừng có quá cố, rồi cố quá. Dù anh em kêu thể thích thể hiện với người ta quất nguyên con bốn máy đi.
rồi về nuôi không nổi rồi bán lỗ mấy chục triệu, đâu có đáng đâu đúng không? Chơi theo cái tầm kinh tế của mình, khả năng của mình. Anh em mà không biết thì cứ nói mình tư vấn, và ở đây mình thu mua tất cả mọi loại xe. Anh em có xe cứ liên hệ cho mình rồi mình mua hết, thủ tục nhanh gọn mình lo luôn đúng không? Ok anh em. Rồi mặc bộ đồ này đi cua gái đi, cua con nào là con đó bỏ chạy. Nhìn nó giống mấy thiếu ý gì hồi xưa mà hay đi ngoài đường. Rồi ok, rồi bye bye anh em nha. Thì bây giờ mình đang chạy con Bentley 302R. Thì cái điều đầu tiên á, thì con này nó đầm nặng và chắc. Nó thẳng là nó nặng đó. Nó nặng thì hơi con Ninja 300 cỡ 29-28kg. Đó. Nhưng mà bù lại á, anh em đi rất là đầm, khỏi cần trợ lực. Anh em chạy là khỏi cần trợ lực luôn nha. Bye anh em.